Hai, mến chào cô chú anh chị các bạn đến kênh mình chân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ một cái clip là mình sẽ cán hồ và lắp đặt lại cái đường đi này nha. Đây là cái lối đi. Thì lúc trước á, là ông chú bên đây ông xài những cái đá này nè. Đá trẻ này kêu bằng đá trẻ, đá tự nhiên để lát cái đường đi này, nhưng mà nó gồ ghề, tuy nhiên nó rất là bền nhưng nó cũng không có đóng gông, nhưng mà nó gồ ghề rồi nó đóng bụi vô vào cán những máng nước như vậy thì nó sẽ đọng nước lại, mưa rồi nó đông nước đóng gông hai bên đó. Thì ví dụ như bụi bặm này kia nó rất là dơ. Thì hôm nay là chú ông kêu mình là cán để lót lại gạch vỉa hè. Thì gạch vỉa hè này đó nó là bằng đá đá mài nè, nó láng nó có rãnh thì nó chống trơn. Và những cái đá này thì bụi thì nó cũng có đóng như vậy, nhưng khi mà trời mưa hoặc là mình xịt nước hay là mình quét gì nó cũng đỡ lắm, nó không có bị đóng trên này nhiều. Những cái loại mà quăng 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 này nè là nó hơi khó quét nha, nó khó ra. Những loại gì mà nó trơn vậy thì nó dễ ra. Thì hôm nay mình lót cái đường này lại là bề ngang đó là 3 miếng gạch chạy thẳng tới đằng kia luôn. Rồi xong hai bên này mình sẽ đổ bê tông. Hai bên đó đó mình sẽ đổ bê tông chút dù ngay giữa để cho mưa là nó thoát ra là đằng trước. Thì lúc trước có làm thì được cái máng này, cái máng nước này mình đó lo máng nước, chính giữa này lót cái đá trẻ nó gồ ghề. Khi mình mang dép thì không sao, ví dụ mình mang cái giò không, mình không mang dép ha, mình đá vô những cái cành như vậy nè, nó có những cái cành, ồ cái cành là 1 phân mấy nha, đá những cái cành này vô là cũng hơi mệt cái giò mình đó. Đó. Thì mình hôm nay thì mình sẽ lót lại gạch vỉa hè. Một là thứ nhất nó cũng có độ bền, hai nó cứng cái mặt nha, mình bằng phẳng nó rất là đẹp, nó phù hợp với cái nhà của mình. Thì ông chú ông quyết định là lót lại gạch vỉa hè từ đây qua tới bên kia. Thì cũng mời cô chú anh chị các bạn xem mình một lát mình cắt xong rồi mình sẽ quay lại làm việc với nhà cô chú bạn xem nha. Thì mình sẽ đổ một lớp hồ sáp nha. Thì hồ này mình chọn tỷ lệ là 9 hoặc là 10 xô cát trên một bao xi măng. Để trong khi mình cán qua tới khúc nào thì nó còn ướt thì mình sẽ tưới hồ dầu. Mình vẩy hồ dầu mình tưới lên rồi thì mình sẽ sắp cái gạch vỉa hè này xuống. Nó sẽ dính rất là chắc chắn nha, nó không bị gập ghềnh. Thì đây là mình làm theo kiểu của mình. Làm cho nó an toàn. Và những cái đường máng mà nó sâu như vậy nè, mình sẽ gãy một mớ đá mộc hai để cho nó giảm bớt cái mà hao hao hồn nha. Chứ cái này mà chơi hồ không là hơi hơi đuối ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.